Dạ, mình hôm nay mình có mặt ở bờ lộ của ấp Bà Trung, mình quay những anh chị bằng cỏ rồi trồng bông hoa, có máy phát cỏ rồi nha khán giả chị các bạn, quay lên cho khán giả xem ha. Trung rất là sạch đẹp nha khán giả, không trang sạch đẹp, trồng những bông hoa như vậy mà bỏ rồi bắt đầu trồng những chỗ nào trống trồng bông hoa như thêm bộ lộ rất là sạch đẹp. Nè, anh Năm định có cái máy á, dạ có cái máy á, chém cỏ hết luôn. Đây là những bông hoa rất là đẹp luôn, hai bên lộ nè, trồng hoa kiển hai bên lộ rất đẹp. Phát những cái cây cỏ nằm dưới gốc kiển vậy. Nằm cũng có cái máy phát cỏ sạch luôn không vậy? Sáng theo mấy cái gốc cây kiển hết. Có cái máy là làm rất là nhanh luôn. Bằng tay thì nó lâu chứ có máy cắt rất lẹ. Anh Năm là người cao tuổi anh khán giả, anh làm bên hội người cao tuổi, hội người cao tuổi mà anh giỏi lắm, cao tuổi là 70 à, hội người cao tuổi của xã Hòa Định, rất là giỏi luôn, làm công việc gì là ảnh sẵn sàng luôn. Bên bờ lộ bông hoa đủ thứ bông đó, nhưng mà nó cũng có chết một số khán giả, chết một số rồi, giờ đang làm cỏ nặng trồng những bông hoa khác vô cho sạch đẹp đường lộ.
bên hội người cao tuổi thuộc về lão tiền bối và khán giả anh chị. Thuộc về lão tiền bối nè, rất là giỏi luôn. Có ôm máy cắt đi cắt cỏ theo dọc hai bên lộ, số thì bằng tay, ảnh là có máy cắt ảnh tự lên đi cắt. Làm cho hai bên đường lộ những hôm qua đẹp là sạch cỏ luôn, sạch sẽ luôn, đường lộ rất là khang trang, nhìn rất là đẹp. Tới đây mình xin tạm dừng cảm khán giả anh chị và các bạn để xem hết video. Cuộc vui miền Tây xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.